Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân Uyên. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân Uyên tổ chức chương trình phiên chợ không đồng để trao tặng cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Theo đó, chương trình đã trao tặng 120 phần quà, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm những mặt hàng thiết yếu cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tổng giá trị hàng hóa là 84 triệu đồng. Phiên chợ không đồng là hoạt động thường xuyên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên nhằm tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.